Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày của chúng ta, ngày 30 tháng 4. Chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và sau đây mời các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay ngày 30 tháng 4 của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. 24 người mất tích trong một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại miền Nam Karakorsan rạng sáng ngày 29 tháng 4 theo giờ địa phương. Đà Nẵng sẵn sàng mọi công tác cho lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2017 khai mạc tối nay. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, trò chuyện với nhạc sĩ Phạm Tuyên, tác giả ca khúc được coi như tiếng reo vui từ triệu trái tim như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng nhân 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những góc khuất của livestream thứ được coi là nền công nghiệp mới nổi tại Trung Quốc. Cùng tìm hiểu lý do vì sao âm nhạc thôn quê ở Thái Lan lại đang trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Hãng tin Reuters cách đây ít giờ cho biết một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại miền Nam Kyrgyzstan. Và tính cho đến thời điểm hiện tại thì vụ việc khiến cho ít nhất 24 người mất tích. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, trong số 24 người mất tích có 9 trẻ em. Khi lở đất san phẳng nhiều ngôi nhà tại một làng ở miền Nam rạng sáng ngày 29 tháng 4 theo giờ địa phương. Trong một thông báo, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Kyrgyzstan cho biết vụ lở đất xảy ra tại làng Ayu thuộc vùng Osh chôn vùi 11 ngôi nhà cùng các cư dân bên trong. Tất cả nạn nhân đều là công dân Kyrgyzstan. Sau khi xảy ra lở đất, lực lượng cứu hộ trong đó có các binh sĩ và bác sĩ đã có mặt tại hiện trường. Hiện khoảng 180 nhân viên cứu hộ của Bộ Khẩn cấp đang tiến hành tìm kiếm những nạn nhân. Tại Hàn Quốc, các nhà chức trách nước này cho biết hàng nghìn người dân đã xuống đường biểu tình trước cuộc bầu cử tổng thống mới dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ giải quyết các vấn đề gây tranh cãi về hệ thống tên lửa THAAD. Theo đó, những người biểu tình đã xuống đường yêu cầu vị tổng thống tiếp theo cần phải có những biện pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề gây tranh cãi như là hệ thống tên lửa THAAD với Mỹ và Triều Tiên. Đồng thời, họ cũng yêu cầu nhà lãnh đạo mới phải có biện pháp cải cách hệ thống giáo dục và đảm bảo môi trường. Được biết, theo kết quả thăm dò dư luận của hãng Reuters công bố ngày 27 tháng 4, ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống của Hàn Quốc, ông Moon Jae-in của Đảng Dân chủ vẫn đang dẫn đầu, vượt qua đối thủ của Đảng Nhân dân là ông An Cho-so. Trong khi đó, tại Nga, hàng trăm người dân nước này đã xuống đường ở trung tâm thủ đô Moscow để kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin từ chức. Sau đó, chính quyền thành phố đã phải triển khai nhiều cảnh sát chống bạo loạn để đảm bảo an ninh. Cuộc biểu tình có tên gọi Chúng tôi chán ngấy ông ta được tổ chức bởi phong trào nước Nga cởi mở do nhân vật chỉ trích Kremlin, ông Mikhail Gorbachev sáng lập. Trong khi đó, thì truyền thông Nga chiếu các đoạn video cho thấy cảnh sát trang bị dụng cụ chống bạo động bắt người biểu tình ở thành phố Saint Petersburg. Các nhà hoạt động cho biết về hơn 100 vụ bắt giữ, nhưng phía chính quyền chưa đưa ra xác nhận chính thức. Tổng thống Putin đã thống trị chính trường Nga trong suốt 17 năm qua. Nhà lãnh đạo này chưa lên tiếng cho biết rằng ông có tiếp tục chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2018 hay không. Nhưng nhiều người nhận định rằng chính trị gia 64 tuổi này vốn đang có tỷ lệ ủng hộ rất cao sẽ tiếp tục ra tranh cử. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, các nhà chức trách Vương quốc Bỉ cho biết hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã khai mạc tại Bruxelles. Mục đích của cuộc gặp là để thảo luận và thông qua những nguyên tắc chỉ đạo cho các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi EU hay còn gọi là Brexit. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Donald Tusk khẳng định 27 nước EU sẽ thống nhất trong suốt quá trình đàm phán với Anh về việc nước này rời khỏi khối. Chủ tịch EC nhấn mạnh tất cả các quốc gia trong EU phải thống nhất với tư cách nước thành viên của khối, đồng thời cũng khẳng định EU mong muốn một tương lai quan hệ thân cận với người hàng xóm Anh, đồng thời nêu rõ đàm phán về tương lai quan hệ hai bên sẽ chỉ diễn ra sau khi giải quyết các vấn đề quá khứ. Ưu tiên số 1 của Liên minh châu Âu, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho 3 triệu công dân EU sống tại Anh và hơn 1 triệu người Anh sống tại EU. Theo hãng tin Reuters, đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Liên minh châu Âu với nội dung chuẩn bị cho các cuộc thương lượng sắp tới với Vương quốc Anh. Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Người dân tiếp tục về quê hoặc là đổ đến các điểm du lịch nổi tiếng. Tại Khánh Hòa, lượng du khách cũng tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo tổng hợp dự kiến của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tổng lượng khách tham quan trong dịp nghỉ lễ ước tính khoảng 650.000 lượt, tăng khoảng 8,5% so với cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Ngoài khách quốc tế chiếm đa số là Nga và Trung Quốc, khách nội địa chủ yếu là nguồn khách truyền thống đến từ thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, một số tỉnh lân cận. Tổng doanh thu 4 ngày nghỉ lễ ước tính đạt 235 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái. Chính vì lượng khách lớn, nhu cầu sử dụng điện cũng tăng cao. Điện lực Trung tâm Nha Trang đã tăng cường kiểm tra, phát quang hành lang lưới điện để đảm bảo sự thông thoáng. Tiến hành nâng công suất một trạm biến áp từ 250 kV sang 400 kV và hoán đổi 4 trạm biến áp khác. Qua đó đảm bảo việc cung cấp điện diễn ra liên tục và an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, Khánh Hòa bố trí máy phát điện dự phòng nhằm đảm bảo điện thông suốt tại các điểm diễn ra sự kiện. Hệ thống thông tin phương tiện đi lại sẵn sàng, kịp thời cho mọi tình huống. Trong đó, công tác an toàn điện được quan tâm hàng đầu, nhất là vào mùa nắng nóng hiện nay. Thưa quý vị, trong những ngày tháng 4 lịch sử, thì di tích lịch sử bến tàu không số Vũng Rô, tỉnh Phú Yên đón rất nhiều du khách đến tham quan. Trong số đó có những vị khách rất đặc biệt. Và tất cả đều có chung một cảm xúc là bồi hồi và dâng trào niềm tự hào. Vũng Rô, những ngày tháng 4, sau 42 năm thống nhất đất nước, trời vẫn trong và mặt nước vẫn xanh thẳm một màu. Cảnh sắc Vũng Rô được thiên nhiên ưu đãi, khiến cho bất cứ ai khi đi qua vùng đất này cũng muốn dừng chân. Và trong những đoàn khách dừng chân tại di tích tàu không số Vũng Rô, chúng tôi bắt gặp những vị khách thật đặc biệt. Bà Trần Thu Hồng được biết đến với biệt danh Họa Mi trong chuồng cọp, nữ tù chính trị nhỏ tuổi nhất được trao trả sau Hiệp định Paris khi mới tròn 13 tuổi. Đường Hồ Chí Minh trên bộ mình còn có chỗ để mà tránh, mà né. Còn trên biển thì tránh đâu, lộ là chết. Không? Thì nghĩ đến những người đó, họ cũng tuổi trẻ. Mà hy sinh tất cả, họ cũng có gia đình, cũng có cả con, cũng có cha mẹ, cũng có tình yêu chứ. Nhưng mà bỏ hết. Vì ai? Vì dân tộc, vì sự thống nhất của đất nước. Những vị khách đến đây say sưa nghe anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, thuyền trưởng tàu không số, kể về câu chuyện tàu không số Vũng Rô năm nào. Những câu chuyện oai hùng một thời từ những nhân chứng lịch sử như tiếp thêm lửa cho thế hệ hôm nay, ra sức rèn luyện, viết tiếp truyền thống cha ông. Cảm giác rất chi là xúc động và cảm giác nó thiêng liêng lắm, rất khó diễn tả chị ạ. Thì ngày hôm nay với cái mục đích là để cho hướng tới cội nguồn và hướng tới truyền thống, thì bọn em tổ chức cho đơn vị đến đây để tham quan cái khu di tích lịch sử này. Thì để cho anh em, để sau này về đơn vị thì tiếp tục thấy rằng cái niềm vinh dự của mình được đứng trong hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam, và đặc biệt là giữ vững cái quyết tâm để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, và cùng với toàn đảng, toàn quân và nhân dân sẽ tiếp tục vững bước trên cái con đường bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo chủ nghĩa. Đối với chú, khu di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô đó là một nhiều ký ức rất là thâm thiết, sâu sắc. Mỗi lần trở về nơi đây thì lòng của chú luôn luôn bồi hồi, nhớ lại một thời chúng ta đã từng lăn lộn và đưa tàu vào đây. Và nhớ lại các đồng chí đã anh dũng hy sinh nơi đây để làm nên cái chiến thắng của cái tàu không số Vũng Rô. Vũng Rô hôm nay đã khác xưa nhiều, công trình nhà tưởng niệm di tích tàu không số Vũng Rô đang được quân chủng hải quân đầu tư xây dựng, đang trong giai đoạn hoàn tất. Và Vũng Rô, nơi tiếp nhận những con tàu không số chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ, nay đang nô nức những chuyến tàu vào ra phục vụ sự phát triển của quê hương đất nước. Truyền thống con đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển đang được các thế hệ hôm nay viết tiếp trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 sẽ bắt đầu từ đêm nay và kéo dài đến ngày 24 tháng 6 với sự tham gia của 8 đội là Italy, Áo, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Australia, Thụy Sĩ và đội chủ nhà Việt Nam. Hiện công tác chuẩn bị cho các màn bắn pháo hoa và đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách đã được hoàn tất. Đêm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế sẽ chính thức bắt đầu với sự góp mặt của đội Việt Nam và Áo. Hàng nghìn quả pháo của hai đội đã được đặt vào ống phóng trên bãi sông Hàn chờ khai hòa. Những quả pháo tầm thấp sẽ được đặt ở phía giáp sông Hàn, còn pháo tầm cao nằm lùi dần về phía bên trong. Pháo được bọc ni lông để không bị ẩm ướt hay nước thấm nếu trời mưa. Trước giờ khai hòa, các nhân viên kỹ thuật sẽ gỡ bỏ ni lông và ấn nút bắn pháo. Với chủ đề tỏa sáng ngũ hành sơn, lễ hội gồm có 5 đêm pháo hoa mang tên Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Mộc, được tổ chức vào các ngày 30 tháng 4, 20 tháng 5, 27 tháng 5
mùng 3 tháng 6 và 24 tháng 6. Năm nay khán đài có sức chứa 21.000 chỗ ngồi, phục vụ lượng khán giả đến xem trực tiếp khoảng 104.000 lượt trong 5 đêm, trước đây chỉ khoảng 64.000 lượt trong 2 đêm. Ngoài tăng cường lực lượng giữ gìn an toàn giao thông, trật tự đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra tình trạng nâng giá, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn trật tự cho người dân và du khách, đặc biệt là du khách đi bến tàu sông Hàn. Các phương tiện hoạt động trên sông phải trang bị thêm bình chữa cháy, đầy đủ áo phao, chuẩn bị tốt các phương án cứu hộ cứu nạn. Thưa quý vị, an ninh trật tự đang là vấn đề đau đầu tại nhiều địa phương. Tại thành phố Hà Tĩnh, camera an ninh đã được triển khai đồng loạt trên toàn bộ một khu vực. Mặc dù mới ở giai đoạn đầu thí điểm nhưng mô hình này đã phát huy nhiều tác dụng. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Trên các trục đường chính hay đầu các ngõ phố, những chiếc camera như thế này đã trở nên quen thuộc với người dân ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Từ khi triển khai dự án cho đến nay, những chiếc camera này đã giúp người dân cũng như chính quyền nơi đây quản lý và giám sát tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông tốt hơn. Camera này giám sát cái trật tự xã hội an toàn giao thông, và nó có tác động đến tư tưởng tình cảm của cán bộ cũng như nhân dân trong tổ dân phố. Khi chưa có camera giám sát, ông Hoàng Nhật Tiến phải mất rất nhiều thời gian để đi kiểm tra tình hình an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý. Nhưng hôm nay, mọi việc đều thuận lợi hơn rất nhiều. Tất cả các ngõ vào trên địa bàn của tổ dân phố đều được lắp đặt camera. Quá trình tổ chức thực hiện thì người dân cảm thấy rằng đây là một cái tác dụng rất lớn trong vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn của tổ dân phố. Vấn đề thứ hai, thông qua cái lắp đặt camera này trên địa bàn của tổ dân phố về đảm bảo về cái vệ sinh môi trường cũng như là về đảm bảo về cái trật tự kỷ cương ở tại địa bàn tổ dân phố, tác dụng trực tiếp đến người dân yên tâm trong quá trình lao động sản xuất, vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hiện trên địa bàn phường Nam Hà có 53 camera giám sát được lắp đặt tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm của 10 trên 10 tổ dân phố. Lực lượng trực ban công an phường sẽ giám sát 24 trên 24 giờ, trích xuất hình ảnh để nắm rõ đặc điểm nhận dạng, thủ đoạn, phương tiện của các đối tượng vi phạm pháp luật nhằm ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông. Đây là một cái mô hình giám sát an ninh mang tính chất xã hội hóa, đồng tuần dân. Thì sau khi có chủ trương của ban chấp hành đảng ủy, thì ủy ban nhân dân đã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện, thì được nhân dân đồng tình ủng hộ rất là cao. Đến thời điểm hiện nay thì đã có 50% của các tổ dân phố trên địa bàn đã triển khai lắp đặt cái camera giám sát an ninh trên địa bàn, và trong thời gian tới, trong tháng 5, chúng tôi sẽ hoàn thành cái đề án lắp đặt camera giám sát với dung lượng là đợt 1 là 50 mắt, 3 camera giám sát trên địa bàn để đảm bảo tình hình an ninh trên địa bàn, để phục vụ nhân dân trong lao động sản xuất. Về cái hiệu quả của nó thì nó đúng là nó tất cả các lĩnh vực nên đều có phát huy của tác dụng, từ đảm phòng chống tội phạm này, rồi an toàn giao thông này, rồi trật tự đô thị này, rồi là cái cơ bản là phòng chống tội phạm và tuần tra canh gác, nó thay thế lực lượng rất hỗ trợ rất chi là nhiều. Ngoài về an ninh trật tự thì trật tự đô thị, thì ngoài công tác vệ sinh môi trường và một cái về quần chúng nhân dân nữa, là khi mà có hệ thống camera đi vào hoạt động thì nó nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho người dân. Bây giờ khi đã camera vào hoạt động hoàn chỉnh thì khép kín địa bàn, ý thức về pháp luật này, tinh thần cảnh giác của người dân để phòng chống tội phạm, và đó là nó góp phần rất chi là nhiều. Được biết, mô hình thí điểm đầu tiên này nếu phát huy hiệu quả cao sẽ được thành phố Hà Tĩnh triển khai và nhân rộng với quy mô lớn hơn. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, lương cơ bản sẽ tăng lên 1,3 triệu đồng. Mức lương này sẽ thay cho mức cũ là 1 triệu 210 ngàn đồng trên một tháng, áp dụng cho tất cả mọi đối tượng hưởng lương, phụ cấp làm việc trong các cơ quan, tổ chức nhà nước và người lao động. Lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ để tính các mức lương trong bảng lương, các mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác liên quan tới thu nhập của người lao động. Như vậy, việc tăng lương cơ sở tới đây sẽ là căn cứ để tăng lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác cho người lao động.
Trước đó, Bộ Nội vụ đã có ý kiến cho rằng mức lương cơ sở cũ 1,21 triệu đồng mới chỉ bằng 41,4% bình quân mức lương tối thiểu vùng năm 2016 là 2.925.000 đồng một tháng đối với khu doanh nghiệp và đạt 36,6% bình quân mức nhu cầu sống tối thiểu 3.308.000 đồng một tháng. Theo các chuyên gia, thì dù được điều chỉnh lên 1,3 triệu đồng một tháng, nhưng so với thu nhập tối thiểu của khu vực doanh nghiệp, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vẫn thấp hơn rất nhiều. Một thông tin liên quan đến việc xử lý sim giác. Chính phủ cũng đã vừa ban hành nghị định về việc xử lý đối với vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông. Theo đó, thì hành vi bán sim kích hoạt sẵn sẽ bị phạt tối đa là 40 triệu đồng. Theo đó, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng trên mỗi số thuê bao đối với doanh nghiệp viễn thông di động đã cung cấp dịch vụ cho chủ thuê bao có thông tin thuê bao không đúng quy định. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng trên mỗi điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp viễn thông di động chấp nhận giấy tờ không đúng quy định. Đối với hành vi bán sim thuê bao di động, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước, bán lưu thông trên thị trường thiết bị đầu cuối không dùng sim đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước, thiết bị có chức năng kích hoạt sẵn dịch vụ cho SIM thuê bao, không cần phải bẻ SIM để nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước cho SIM thuê bao, không đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc là đăng tải danh sách không đầy đủ thông tin quy định bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Để ngăn chặn các bệnh dịch trên gia súc gia cầm có nguy cơ bùng phát, đồng thời thực hiện tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm, Trạm chăn nuôi và thú y thành phố Nha Trang đã tăng cường kiểm soát các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tại tất cả các chợ trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, đại diện Trạm chăn nuôi và thú y thành phố Nha Trang cho biết, hầu hết cơ sở điểm giết mổ nằm rải rác trong khu dân cư có cơ sở hạ tầng xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở điểm giết mổ ở mức trung bình. Hiện Trạm chăn nuôi và thú y thành phố Nha Trang đang quản lý 34 cơ sở giết mổ với quy mô trên 6.000 con gia súc gia cầm trên một ngày đêm. Trong đó có khoảng 30-40% là điểm giết mổ nhỏ lẻ. Trước đó vào cuối năm 2016, nhiều cơ sở giết mổ gia súc gia cầm ở thành phố đã bị buộc phải di rời vào khu giết mổ tập trung hoặc phải đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Danh sách các cơ sở buộc phải di rời gồm 24 lò mổ lợn, 18 cơ sở giết mổ gà và 4 lò giết mổ bò. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện hơn 700 ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Và điều đáng lo ngại hơn là số ca nhiễm bệnh đang gia tăng. Nhiều địa phương có số ca nhiễm bệnh tăng gấp cả chục lần so với cùng kỳ năm trước. Thống kê của ngành y tế tỉnh Quảng Nam cho biết thị xã Điện Bàn là địa phương có số ca mắc bệnh tăng đột biến nhất. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, địa phương này đã xuất hiện 270 ca mắc bệnh, tăng 16 lần so với cùng kỳ năm trước. Thành phố Hội An là địa phương thứ hai có số ca mắc bệnh cao, 119 trường hợp. Tính chung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện hơn 700 ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Y tế Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tại thị xã Điện Bàn, các ngành chức năng đã phun thuốc diệt muỗi ở 14 ổ dịch. Đây là khu vực phức tạp bởi tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp nên khả năng nơi lây lan dịch bệnh là rất lớn. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của ngành y tế tỉnh cũng đã tiến hành khảo sát, kiểm tra, giám sát công tác chống dịch tại các địa phương, không để dịch sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng. Thưa quý vị, đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ khi loạt phim truyền hình Mỹ Vượt Ngục gây sốt ngốc, sốt trên màn ảnh nhỏ thế giới. Và nay thì series phim này cũng hiện được đang trình chiếu vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTC1 và VTC1 HD. Thế nhưng mỗi khi nói về bộ phim hình sự ăn khách nhất mọi thời đại thì có lẽ cái tên Vượt Ngục sẽ không nằm ngoài số đó. Thưa quý vị, thú vị, hấp dẫn, gay cấn hơn tất cả những bộ phim hình sự khác cộng lại. Có lẽ vì vậy mà giới nghiền phim cũng như những người thường xuyên theo dõi những bộ phim về hình sự phải dùng hai từ kinh điển khi nhắc tới Vượt Ngục. Còn đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng hay còn được biết tới với cái tên là Dũng Nghệ, một gương mặt trẻ từng góp mặt trong vai trò đạo diễn series phim hình sự nổi tiếng ở Việt Nam là Cảnh sát hình sự, mới đây cũng đã có những phát ngôn liên quan đến bộ phim này. Sau đó, khi xem phim Vượt Ngục, anh cho biết mình cảm giác là muốn bỏ nghề. Phần 3 của bộ phim ngàn tập đầu tiên của Việt Nam có tên Khi Tử Thi Lên Tiếng cũng là phần mà đạo diễn Dũng Nghệ đảm nhận vai trò làm đạo diễn. 37 tuổi và có trong tay cơ số các tác phẩm được công chúng công nhận, được cho là khá mắt tay trong lĩnh vực phim truyền hình.
trong đó đã có kinh nghiệm hơn 10 năm với thể loại phim hình sự. Thế nhưng khi nhắc tới series phim hình sự vượt ngục của Mỹ, anh cũng không ngại chia sẻ mình là fan cuồng của loạt phim này. Thực sự chứ, nói thật sự, nói vui một chút. Khi mà đã mà coi cái phim vượt ngục rồi thì cảm giác là muốn bỏ nghề. Bởi vì là chúng ta có cố gắng đến mấy thì cũng chưa thể nào mà bằng được 1/2 của vượt ngục như nói. Họ quá giỏi, thực sự họ quá giỏi, kinh điển. Xem mà không thể cuốn lại được. Từ khâu cái cấu trúc kịch bản, về diễn xuất, rồi quy mô đầu tư họ rất là khủng khiếp. Cũng với đề tài không mấy lạ lẫm, nhưng chính từ sau vượt ngục, giới làm phim truyền hình Mỹ mới nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể làm nên những bom tấn của màn ảnh nhỏ với tầm ảnh hưởng trên quy mô thế giới. Mình xem thôi, mình có tính tham khảo thôi, nói để mà đưa về mà áp dụng cái thủ pháp để làm đối phim Việt Nam mình thì chưa thể làm được. Bởi vì cách kể chuyện thì cái văn hóa của người ta khác hẳn, mình không thể làm đi đến tận cùng như họ được. Cái bối cảnh chính trong tù đó, mà họ xây dựng một cái bối cảnh như một cái xã hội thu nhỏ trong đầy biến động, đầy biến cố và vô cùng khốc liệt. Cái điều đó thì phim mình đâu có, và hiện thực của xã hội mình nó không cho phép mình làm được chuyện đó. Sử dụng bối cảnh là nhà tù thật, thậm chí một hình xăm của Michael Scofield cũng có giá tới 20.000 đô, tương ứng 444 triệu đồng, hay chi tiết diễn viên sống đi chết lại, và hàng loạt những chi tiết ấn tượng sâu chuỗi một cách logic khác, khiến cho Vượt Ngục đã và vẫn đang trở thành bộ phim kinh điển trên toàn thế giới. Còn đối với những đạo diễn trẻ như Nguyễn Tiến Dũng, thì chắc chắn nó sẽ là một trong những bộ phim thúc đẩy những người làm nghề như anh để có thể làm nên những tác phẩm cuốn hút hơn. Đó là thì tương lai, hy vọng phải tìm tôi để tìm ra được những yếu tố hấp dẫn riêng của mình, mang yếu tố Việt Nam, con người, thân phận, những câu chuyện Việt Nam ở sau mỗi cái số phận, sau mỗi cái tên tội phạm đó. Tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục điểm báo với những tin tức đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra cuối tuần. Trên trang 8 và trang 9, báo Tuổi Trẻ có bài viết Cải cách dịch vụ công, khi nào nhà nước nhường chỗ cho tư nhân. Làm thế nào để các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ được, không ăn bám ngân sách là vấn đề đã được bàn bạc suốt hơn 2 thập niên qua, được đưa vào nhiều chương trình cải cách. Nhưng hiệu quả của các chương trình cải cách vẫn là dấu hỏi, bởi càng cải cách càng hư hào tinh giản tự chủ thì biên chế càng tăng. Ngân sách nhà nước cung cấp cho khối này thay vì giảm thì ngày càng nặng gánh hơn. Cái gốc của vấn đề là xác định lại vai trò của nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ công. Câu hỏi căn bản là dịch vụ công là gì, ở địa bàn nào thì bắt buộc nhà nước phải cung cấp. Một trong những đặc trưng quan trọng của tiến trình chuyển sang hệ thống quản lý công, đó là cải cách dịch vụ công qua hai cách thức. Thứ nhất là nhà nước rút lui khỏi một số dịch vụ mà tư nhân đã làm tốt và nhà nước không cần tham gia. Tiêu biểu đó là rút khỏi các dịch vụ vận tải đường sắt, hàng không, viễn thông, bưu điện. Và thứ hai, nếu vẫn cần nhà nước thì phải dùng hợp đồng giao khoán cho khu vực tư tham gia cung cấp dịch vụ. Bài viết khác đăng tải trên báo Kinh tế Sài Gòn trang 20 và 21 với nhan đề Quyền tài sản về đất đai rất cần nhưng chưa đủ. Đã từ lâu, các nhà kinh tế nhấn mạnh tầm quan trọng có tính quyết định của quyền tài sản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trong các tác phẩm nổi tiếng trên thế giới, gần đây hơn là những tác phẩm của Daron Acemoğlu, chứng minh rằng khi quyền tài sản của người dân được minh định rõ và được pháp luật bảo vệ thì chủ tài sản sẽ có động cơ đầu tư nhiều hơn, dài hạn hơn và quan trọng nhất là có thể vốn hóa các tài sản này, nhờ đó tạo nên tăng trưởng kinh tế dung hợp và bền lâu. Việc biến vốn chết thành vốn sống nằm ở hệ thống ngân hàng, chẳng hạn khi chiến dịch đăng ký quyền tài sản được triển khai rầm rộ tại Argentina vào năm 2000, các ngân hàng tư nhân thường chỉ cấp tín dụng cho những người có mức lương cao và công việc ổn định. Vì vậy, dù có quyền tài sản hay không thì những người nông dân nghèo cũng chỉ có thể tiếp nhận tín dụng từ các ngân hàng chính sách, chứ không thể tiếp cận được tín dụng từ các ngân hàng tư nhân. Trong chuyên mục Vấn đề và sự kiện, báo Tuổi Trẻ có bài viết Lắng nghe đất thờ. Trong những ngày xảy ra vụ việc ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, rất nhiều người nói đến đối thoại, quả thật thực tâm đối thoại đã tháo ngòi nổ xung đột. Tuy nhiên cũng cần đặt câu hỏi, tại sao trước đó không có đối thoại giữa chính quyền với cộng đồng dân cư, khiến bức xúc tích tụ đến mức mấy ngàn người buộc phải ở thế đường cùng đến như vậy. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, không thiếu các kênh để đối thoại về đất đai giữa người dân với chủ đầu tư, với chính quyền. Tuy nhiên trên thực tế, các kênh này không nghe được đúng ý kiến, quan điểm, nguyện vọng của các bên, hoặc không đạt được những mục tiêu giải quyết được các vướng mắc. Những cuộc đối thoại về đất đai không chỉ giản lược thành những vấn đề pháp lý trắng đen rõ ràng. Chính phủ cần phải có một chiến lược toàn diện hơn để giải quyết khía cạnh xã hội của việc chuyển đổi đất, một vấn đề ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu nông dân trong những thập kỷ tới.
Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng trò chuyện với nhạc sĩ Phạm Tuyên, tác giả ca khúc được coi như tiếng reo vui từ triệu trái tim như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng nhân 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trung Quốc có nhà máy rau xanh lớn nhất thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch đang ngày một tăng cao. Câu chuyện day dứt về cô gái hóa gỗ ở Vương quốc Anh. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 42 năm vào ngày này thì cả đất nước chúng ta dâng trào với một niềm vui chiến thắng, đó là giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Cùng với những bài báo trên tờ Nhân dân, in tin chiến thắng, pano cổ động, tiếng loa phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hào sảng, thì những bài hát âm vang khí thế thực sự lay động hàng triệu trái tim mong chờ ngày vui của dân tộc. Có một điều kỳ lạ là những bài hát trên đều được sáng tác trước giờ chiến thắng năm 1975. Có lẽ chính bởi tâm hồn các nhạc sĩ đã cuộn chảy cảm xúc cùng những bước chân của các chiến sĩ giải phóng quân anh hùng. Việc sáng tác ra bài hát chỉ như sự bùng phát cảm xúc cháy bỏng của mình mà thôi. Vâng, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cùng với tiếng reo của quân giải phóng ở Dinh Độc Lập, trên làn sóng điện của đài đã vang lên ca khúc Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng. Đó là tiếng reo vui từ triệu trái tim của người dân Việt Nam với chiến công rực rỡ này, là sự trọn vẹn nghĩa tình của vị lãnh đạo có sự góp công lớn cho chiến thắng này. Và từ đó cho đến nay thì ca khúc Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã trở thành bài hát nổi tiếng, phổ biến nhất trong cộng đồng, được khắp bạn bè Nam Châu cùng hát. Và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn gặp lại tác giả bài hát, nhạc sĩ Phạm Tuyên để sống cùng với cảm xúc của ông về thời khắc lịch sử này. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe lại ca khúc này qua bản thu âm tại Đài Tiếng Nói Việt Nam năm ấy. Thưa nhạc sĩ Phạm Tuyên, hàng năm thì cứ vào dịp 30 thì khi bài hát Như Có Bác Trong Ngày Vui Đại Thắng vang lên thì đều khiến mỗi người dân Việt Nam cảm thấy rất tự hào. Vậy thì điều gì khiến nhạc sĩ cảm thấy ấn tượng nhất trong giai đoạn sáng tác bài hát này ạ? Cái thời điểm nó xuất hiện ấy, về sau các cụ hay nói cái câu là thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc ấy cái tình cảm của mọi người, của cả nước thì là nó có một cái sự đồng cảm chung như thế. Cho nên khi anh nói tình cảm của anh mà phù hợp với tình cảm mong mỏi của mọi người thì nó sẽ có cái sự cộng hưởng. Tôi nghĩ như thế đấy. Cho nên thì là tới nay hơn 40 năm mà mỗi năm nghe lại cái bài hát trong không khí của tháng 4 mà thì tôi đều thấy rằng tôi là rất là xúc động và nhớ lại những kỷ niệm của những cái năm trước đây khi mình mong mỏi được là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thông thường khi mà đón nhận một cái tin vui như là đại thắng mùa xuân năm 1975 thì người ta thường nghĩ đến là sẽ sáng tác những trường ca. Thế tại sao nhạc sĩ lại sáng tác một cái bài hát mà chỉ vỏn vẹn có 64 từ và trong một khoảng thời gian rất là ngắn như thế ạ? Lúc ấy thì tôi làm việc ở Đài Tiếng Nói Việt Nam thì vào đầu tháng 4 thì đồng chí tổng biên tập là đồng chí Trần Lâm đấy, ông bảo là sắp tới sẽ có một cái chiến thắng lớn lắm, cần phải có những cái tác phẩm tương xứng. Rồi ông Thu là ông trưởng ban đối đội ấy, ông cứ gặp tôi mấy lần, ông bảo này cố gắng có một cái bản hợp xướng thật lớn vì chắc chắn là sẽ có một cái chiến thắng rất lớn. Trong đầu tôi thì đầu óc là gọi là đã phát thảo ra một cái hợp xướng 4 chương. Tất nhiên một cái sự phân bố nó rất là lý trí thôi. Miền Bắc lũy thép, miền Nam thành đồng, cuộc đấu tranh thống nhất đất nước này, ngày vui đoàn toàn tụ, đại khái thế. Thế nhưng mà đúng là đầu óc thì nghĩ thế, nhưng mà tình cảm thì không có ngày nào ngồi vào đàn hết, mà cứ toàn là nghe đài. Hôm nay thì là ta giải phóng đến đâu, ngày kia, ngày mai thì là
dự kiến là sẽ quân giải phóng sẽ tiến đến đâu. Đến ngày 28 tháng 4 thì tự nhiên là nghe đài buổi tối ấy, nghe đài thì là có một phi công của chúng ta mà dùng cái máy bay của Ngụy ném bom sân bay Tân Sơn Nhất. Về sau này mình biết là đây là anh hùng Nguyễn Thành Trung đấy. Thì tự nhiên lúc ấy tôi nghe cái bản tin tối mà nghe xong cái thì bảo tôi chết rồi. Đến Tân Sơn Nhất tức là đến Sài Gòn này. Mà đến Sài Gòn rồi thì không phải hôm nay mà ngày mai thôi, chắc chắn là giải phóng ấy. Thế cho nên là lúc ấy tự nhiên nó có một cái gì đấy, nó rất là trào dâng, rất là vui. Và trong đầu tự nhiên nghĩ thế này, nếu mà ngày mai giải phóng ấy mà thì nhà nhà sẽ đổ ra đường, người người sẽ đổ ra đường reo vui, chứ chắc là người ta không ngồi ở nhà mà nghe hợp sướng đâu. Tôi nghĩ bụng thế. Và lúc ấy thì tôi cũng muốn là đúng là mình góp một tiếng reo vui thật. Cho nên là, thì là từ 9 giờ tối đêm với lại đến 11 giờ đêm thì tôi đứng ở chỗ cầu thang ở cái khu hương thượng ấy. Tôi viết thì đúng là tôi viết chỉ có 2 tiếng. 2 tiếng xong rồi thì lại đi. Lúc mà đi ngủ coi như là mình trả một cái món nợ về tình cảm. 30 tháng 4 đúng 11 giờ trưa, 11 giờ rưỡi trưa thì tôi đương ăn cơm ở nhà thì nghe đài đồng chí tổng biên tập gọi điện đến bảo này có biết tin chưa, mình cắm cờ trên Dinh Độc Lập đấy. Thì tôi bảo có, tôi nghe tôi mừng lắm. Ông bảo mừng thì mừng đấy, thế nhưng mà tôi đã nói với các bạn rồi, phải cố gắng có một cái tác phẩm gì để phục vụ cho cái chiến thắng lớn này. Anh đã có gì chưa? Tôi bảo là báo cáo đồng chí là tôi chỉ có bài hát ngắn thôi. Tôi bảo lên 58 quân sứ cùng với mấy anh em để mà bàn xem là tôi có cái bài gì mà vì chiều 30 tháng 4 thì Trung ương cho phép là Đài Tiếng Nói Việt Nam phổ biến cái tin đại thắng ra toàn thế giới. Thế thì là tôi đạp xe đạp lên, đứng ở trên cầu cái thang ở chỗ nhà 58 quân sứ thì gặp ông tổng biên tập. Ông bảo nào, thế nào, bài của cậu đâu? Thế tôi bảo là chỉ bài có mấy câu thôi, tôi hát anh nghe nhé. Ông bảo hát cho tôi nghe. Thế tôi hát cái bài, vừa hát xong thôi ông có bắt tay tôi, ông bảo này thôi, không cần bài nào khác đâu, mời đoàn ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam chiều nay thu thanh cái bài này đi, để mà cuối buổi thì là ở trên các bạn cái trên ban tuyên huấn các thứ sẽ xuống nghe để xem cái bài hát này duyệt cái bài này như thế nào. Nhạc sĩ có thể chia sẻ cái không khí của cái buổi thu âm rất là cảm động diễn ra tại Đài Tiếng Nói Việt Nam không? Cái điều cảm động là chiều 30 tháng 4 lúc 2 giờ chiều, từ 1 giờ rưỡi chiều thì anh em đã tập họp ở 58 quân sứ để chuẩn bị thu thanh cái bài Như Có Bác trong ngày đại thắng. Tôi cũng là làm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam thời gian, tôi cũng đã dự nhiều cái cuộc biểu diễn thu thanh. Thế nhưng mà đúng là chưa có bao giờ tôi dự một cái buổi thu thanh ghi âm mà lại là cảm động đến thế. Vì là như thế là cả người hát, cả người chỉ huy đều khóc. Khóc vì niềm vui, trào nước mắt vì là cái sung sướng nó tràn đầy. Tôi nhớ là anh Cao Việt Bác chỉ huy thì anh ấy cũng khóc. Thế thì chỉ thu được gần 2 tiếng hồ, trước 4 giờ thì là xong. Sau đó thì là báo đến các đồng chí ở trên là đến nghe cái bài hát như thế nào. Đến lúc 4 giờ chiều thì các đồng chí đến để mà nghe cái bài hát, vì 5 giờ chiều thì ta phát cái tin đại thắng ra toàn thế giới mà. Thế thì là lúc mà gặp nhau thì là các anh ấy bảo là nghe cái cuộn băng ghi âm ấy, thì mọi người vui mừng lắm. Thưa nhạc sĩ, vào mỗi một năm hay mỗi một giai đoạn thì những thế hệ của người Việt Nam lại hát lại bài hát này, nhưng đều mang một cái tâm trạng đấy là rất đỗi tự hào về lịch sử của Việt Nam. Vậy thì nhạc sĩ có những cái lời gửi gắm gì đối với thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp tục mà sau này hát lên bài hát Như Có Bác trong ngày vui đại thắng không ạ? Bây giờ hàng năm thì tôi vẫn nghe
khi đến 30 tháng 4 thì nghe cái bài hát đấy. Nhưng mà không phải chỉ có 30 tháng 4 đâu. Mà về sau những là kết thúc meeting rồi thì là giải bóng đá nó các thứ mà. Cái bàn nào có bàn thắng nào hay thì là người ta lại hát cái bài này. Thế nhưng mà đối với tôi mà thì cái cảm động nhất tức là bài hát này nó đã đi vào cái tình cảm của nhiều thế hệ. Bây giờ kể cả các em nhỏ cũng như vậy. Thậm chí có một thầy giáo đã nói với tôi bảo là bây giờ Bộ Giáo dục mà chủ trương là tích hợp dạy một môn nhưng mà hiểu nhiều môn thì cho các cháu nó chỉ cần hát cái bài này cũng là một bài hát về lịch sử. Tại vì là thầy giáo chỉ cần hỏi là tại sao cái bài này lại nhắc lên 30 năm? 30 năm là từ năm nào đến năm nào? Thì các em nó sẽ hiểu à từ năm 45 đến năm 75. Đúng là cái tình cảm của mọi người lúc ấy nó là như thế. Cho nên thì là ngày nay thì tôi chỉ có mong thì có nguồn động viên lớn đối với mình. Tức là sức sống của bài hát vẫn còn. Và cho tới năm nay 42 năm đã qua tôi vẫn được nghe vang vọng cái bài hát ấy, trong cái sinh hoạt cộng đồng. Thì đấy đó là một cái phần thưởng lớn nhất đối với mỗi người sáng tác. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phạm Tuyên và kính chúc nhạc sĩ luôn dồi dào sức khỏe. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số những thông tin và sự kiện đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4. Ngày hôm nay, sự kiện mang tên High Summer at Gamuda City sẽ diễn ra trong 2 ngày tại công viên Yên Sở, Hà Nội. Chương trình miễn phí vé vào cửa cho du khách với các hoạt động vui chơi giải trí đặc sắc như biểu diễn máy bay mô hình, tự tay thả mơ ước trên những cánh diều đầy màu sắc, trò chơi dân gian, cắm trại cùng gia đình. Đặc biệt, sự kiện sẽ quy tụ các nghệ nhân diều trên cả nước, tạo ra một sân chơi mới mẻ cho du khách trong dịp lễ 30 tháng 4. Nếu như chưa lên kế hoạch đi xa, người dân tại thủ đô hoàn toàn có thể trải nghiệm không khí của cao nguyên Mộc Châu ngay tại Hà Nội. Phiên chợ vùng cao sẽ tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, có không gian hội chợ, vui chơi gắn với dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực với sắc màu của các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường hay Khơ Mú. Còn nếu đang ở giải đất miền Trung, tối nay quý vị không nên bỏ qua chương trình Quảng Trị ký ức những dòng sông sẽ diễn ra tại bờ nam sông Bến Hải. Với thời lượng khoảng 100 phút, chương trình dựa trên ý tưởng chủ đạo là câu chuyện quá khứ gắn liền hai con sông lịch sử trên mảnh đất Quảng Trị là sông Bến Hải, sông Thạch Hãn với nỗi đau chia cắt hai bờ Nam Bắc, những bến đỏ và ý nghĩa hòa hợp dân tộc trong ngày hội non sông. Đặc biệt, chương trình sẽ có phần giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các tiết mục ca nhạc, thả hoa đăng trên sông. Ngày hôm nay, 8 vận động viên chuyên nghiệp thế giới sẽ biểu diễn flyboard ấn tượng tại biển Khánh Hòa. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều vận động viên quốc tế đến từ Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan. Flyboard hay môn thể thao đứng nước là trò chơi cảm giác mạnh trên biển, thu hút nhiều người trẻ, được sáng chế bởi Frankie Zapata, nhà vô địch trượt ván lướt sóng trên không. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu muốn tìm một địa điểm vui chơi cùng bạn bè, lễ hội âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí tại Đầm Sen là gợi ý dành cho bạn. Chương trình có sự góp mặt của những ca sĩ đang được yêu thích như Đông Nhi, Bích Phương, Núi Phước Thịnh, ảo thuật gia Huỳnh Phương, nhóm hài Lê Dương Bảo Lâm cùng những màn trình diễn sôi động. Chương trình đầu tư 6 màn hình LED khổng lồ và hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại. Đêm nhạc sẽ được tổ chức tại Đầm Sen. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu rau sạch của người dân, thì Trung Quốc đã mở một nhà máy trồng rau lớn nhất thế giới và không cần sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón và đất. Đây được đánh giá là một thành tựu lớn mở ra tương lai mới cho ngành nông nghiệp Trung Quốc. Được xây dựng ở tỉnh Fujian, miền đông Trung Quốc, nhà máy sản xuất rau xanh lớn nhất thế giới có diện tích là 10.000 m2 với năng suất mỗi ngày là 1,5 tấn rau, gồm hơn 10 loại rau khác nhau. Bên trong nhà kính là hàng loạt các loại rau được trồng ngay ngắn trên các giá chứa nước
và dung dịch chứa dưỡng chất nằm bên dưới dàn đèn LED màu đỏ và xanh dương. Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, lượng CO2 cùng với nguồn nước và chất dinh dưỡng trong nhà máy được kiểm soát cẩn thận, giúp các loại rau có thể phát triển mà không cần đến đất hay phân bón. Các kỹ sư nông nghiệp cho biết, so với canh tác truyền thống, các nhà máy trồng rau mang lại hiệu quả lớn hơn gấp 100 đến 150 lần, đồng thời còn giảm nguy cơ gắn liền với nguồn nước, đất và thuốc trừ sâu. Chúng tôi đã phát triển các nguồn ánh sáng đèn LED khác nhau cho những loại rau khác nhau. Thậm chí, ở mỗi giai đoạn phát triển, thì một loại rau cũng cần phải được cung cấp các loại ánh sáng đèn LED khác nhau. Nhà máy sản xuất rau xanh này sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng, cải cách nông nghiệp truyền thống. Qua đó, chúng tôi có thể cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp an toàn hơn, đáng tin cậy hơn và giá thành rẻ hơn. Được biết, mỗi loại rau trồng trong nhà máy có thể thu hoạch được sau khoảng 35 ngày. Hiện tại, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cũng đang phát triển một nhà máy sản xuất cây ăn quả và dược liệu theo mô hình này với diện tích 1.500 m². Đối với phụ nữ thì những công việc nhà không tên luôn chiếm hết thời gian mỗi ngày và khiến cho họ không còn thời gian để có thể chăm sóc bản thân mình. Và điều này làm nhiều người cảm thấy rất khó chịu mỗi khi dọn dẹp nhà cửa. Với hy vọng giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Italy vừa chế tạo ra robot R1 giúp việc nhà với giá cả phải chăng. Theo họ, robot R1 rất thông minh và khéo léo, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đơn giản trong gia đình và có thể nhấc được các đồ vật có khối lượng đến 1,5 kg. Ngoài ra, robot R1 còn được trang bị một máy gia tốc và một con quay giúp nó có thể di chuyển quanh nhà. Đây là một robot dịch vụ. Nó được thiết kế để hỗ trợ và giúp đỡ mọi người làm việc nhà. Vì vậy, nó phải có khả năng xác định đối tượng, di chuyển và thực hiện hành động theo yêu cầu. Chẳng hạn, khi bạn yêu cầu lấy một ly nước, robot sẽ có thể cầm và mang nước đến cho bạn. Mặc dù công nghệ sử dụng robot hỗ trợ vẫn còn khá mới trong lĩnh vực này, tuy nhiên, một con robot có thể hỗ trợ họ khá nhiều. Thị trường robot dịch vụ hiện còn rất nhỏ, nhưng dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những năm tới. Với sự trợ giúp của các nhà đầu tư tư nhân, nhóm nghiên cứu sẽ bắt đầu sản xuất robot R1 với quy mô lớn vào cuối năm nay. Theo dự kiến, mỗi con robot R1 sẽ có giá từ 4 đến 5.000 euro, tương đương từ khoảng 100 đến 125 triệu đồng tiền Việt. Xuất hiện trong một chương trình truyền hình ở Mỹ, Sophia, robot hình người biết cử động và nói năng linh hoạt nhờ trí thông minh nhân tạo. Sở hữu dáng vẻ của một phụ nữ, robot này đã khiến cho khán giả xem chương trình có những cảm xúc lẫn lộn, vừa kinh ngạc, thích thú với khả năng đối đáp linh hoạt, nhưng lại e sợ và khó chịu trước các tuyên bố động trời của con robot này, trong đó có kế hoạch thống trị nhân loại. Theo đó, trên sân khấu chương trình The Tonight Show phát đêm 26 tháng 4, robot Sophia đã trò chuyện cùng người dẫn chương trình kiêm diễn viên hài Jimmy Fallon. Trước câu hỏi, loại format nào không bao giờ có thể khiến bạn ưa thích? Sophia hài hước đáp, format nacho, một món ăn nhẹ truyền thống của khu vực Bắc Mexico, bao gồm bim bim tortilla và format. Khi đề nghị Fallon chơi trò đá kéo giấy, cô nàng robot thậm chí đã chiến thắng. Tuy nhiên, không phải ai cũng dành thiện cảm cho Sophia. Sau khi cô nàng robot công khai ý định muốn thống trị loài người, các khách mời khác trong chương trình đã bày tỏ sự lo ngại. Mặc dù tuyên bố của Sophia có thể chỉ nhằm mục đích gây cười, tuy nhiên, nó đã làm trỗi dậy một vấn đề gây tranh cãi lâu nay trong giới nghiên cứu và phát triển robot. Nhiều nhà khoa học trong đó có giáo sư chuyên ngành robot học Nhật Masahiro Mori từng lên tiếng cảnh báo về thảm họa khi robot sở hữu dáng vẻ gần giống người thật và có trí thông minh nhân tạo đủ mạnh để gây khó, cướp việc hay thậm chí là đánh bại con người. Được biết, Sophia là sản phẩm sáng tạo của chuyên gia robot Mỹ David Hanson. Tiến sĩ Hanson đã mô phỏng Sophia theo hình dáng nữ minh tinh huyền thoại Audrey Hepburn và vợ của ông nhằm đề cao vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ. Sophia được thiết kế phù hợp với các công việc chăm sóc y tế, giáo dục, tư vấn khách hàng và giúp mọi người tương tác với thế giới bên ngoài. Luciana Wukan, 17 tuổi đến từ thành phố Bolton của Anh, mắc một căn bệnh kỳ lạ khiến cho cơ thể bị đông cứng lại ở một vị trí. Căn bệnh này còn được gọi là bệnh người hóa gỗ. Chỉ khoảng 800 người trên toàn thế giới mắc bệnh này và hầu hết chỉ sống được đến năm 41 tuổi. Và nguyên nhân căn bệnh quái ác này xuất hiện là do cơ xương của những người mắc bệnh bị xương hóa, khiến cho phần cơ dần hóa đá và dần dần cơ thể sẽ đông cứng,
như bức tượng. Cho tới nay thì các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh này. Luciana Wukan đã bị căn bệnh này lúc khoảng 2 tuổi, chân của cô bị méo mó, một dấu hiệu đặc trưng của những người mắc bệnh phốp. Khi lớn lên, quai hàm của cô bị khóa hẳn và bàn tay phải cũng vậy. Bây giờ, cô chỉ có thể cử động tay trái. Trong sinh hoạt hàng ngày, Luciana luôn cần có người thân đi kèm, phải cẩn thận va chạm khi ở nơi đông người, bởi chỉ cần một vết sưng cũng có thể làm tình trạng hóa đá nghiêm trọng hơn. Tôi tin con gái mình bị chứng bệnh sưng hóa đá từ một lần ngã xuống cầu thang và đập đầu xuống đất. Ngoài ra, tôi đã để ý thấy chân con gái bị méo mó ngay lúc mới chào đời, một dấu hiệu đặc trưng của những người mắc bệnh phốp. Hina nói rằng, việc chăm sóc một đứa trẻ mắc bệnh phốp đòi hỏi sự chu đáo và cẩn thận hết mức. Bởi nếu Luciana bị gãy một chiếc xương mới sẽ mọc chồng lên chỗ bị tổn thương và khiến cho tình trạng của cô bé càng tồi tệ hơn. Đối với Luciana, tuổi thơ và thời niên thiếu là quãng thời gian khó khăn nhất vì bệnh phốp phát dữ dội nhất vào hai giai đoạn phát triển này. Để điều trị những đợt bùng nổ, phương án cuối cùng là dùng chất steroid. Khi tình trạng của Luciana xấu dần, cô bé có thể bị vẹo người và đông cứng lại ở một tư thế mãi mãi. Nếu may mắn, cô có thể tự chọn tư thế cho mình, còn nếu không, cơ thể của cô sẽ phải làm thay. Khi một người ngày càng bị sưng hóa cơ, họ phải quyết định xem mình sẽ làm gì trong tương lai. Hay nói cách khác là trước khi cơ thể không thể cử động được nữa, họ phải quyết định rằng liệu quãng đời còn lại họ muốn đứng hay ngồi. Tuy vậy, cô gái trẻ lạc quan này vẫn tự làm tất cả mọi việc bằng tay trái. Cô không cho phép điều kiện bệnh tật ảnh hưởng đến cuộc sống. Hàng ngày, cô vẫn học tập và tự make up làm đẹp cho chính mình. Rất may là tình trạng bệnh này không gây đau đớn thường xuyên. Hiện tại, Luciana đang cố gắng để lên đại học, theo đuổi chuyên ngành kinh doanh và tiếp thị. Thưa quý vị, nếu như cách đây khoảng 3 năm, trực tiếp trên mạng Internet hay là livestream vẫn chưa xuất hiện tại Trung Quốc, thì nay tính năng này lại phát triển rất mạnh. Với mong muốn trở thành ngôi sao và kiếm được nhiều tiền từ dịch vụ livestream, thì nhiều cô gái trẻ tại nước này đã bất chấp tất cả và thậm chí đã tìm đến phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang của công việc được cho là kiếm được nhiều tiền này, lại là những góc khuất khó ai ngờ tới. Cô gái này đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật nâng mũi và cấy mỡ kéo dài 5 tiếng đồng hồ với hy vọng mình sẽ trông hấp dẫn hơn. Cô đã phải chi 100.000 nhân dân tệ, tương đương 330 triệu đồng Việt Nam, gấp 10 lần số tiền lương mỗi tháng của cô để thực hiện ca phẫu thuật. Cô gái 27 tuổi này chỉ là một trong số hàng chục ngàn phụ nữ trẻ đang ấp ủ giấc mơ trở thành ngôi sao trong ngành dẫn chương trình livestream tại Trung Quốc. Ước tính khoảng 95% số người dẫn chương trình livestream đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nguyên nhân dẫn tới sự phát triển mạnh mẽ của các trang cung cấp dịch vụ livestream được cho là do lượng người sử dụng Internet tại Trung Quốc đang ngày một gia tăng. Hiện có khoảng 47% số người sử dụng Internet tại nước này xem các chương trình livestream. Doanh thu của dịch vụ giải trí này trong năm 2020 được dự báo sẽ vượt cả doanh thu của ngành điện ảnh. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của các chương trình livestream, thì nội dung và chất lượng của chúng khiến không ít người lo ngại. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2016, Bộ Văn hóa Trung Quốc đã cho đóng cửa hơn 4.300 trang web cung cấp dịch vụ livestream, đồng thời cảnh báo và xử phạt hơn 18.000 người dẫn các chương trình trực tiếp trên Internet vì thường xuyên đăng tải các nội dung như khuyến khích khiêu dâm, bạo lực, xúi dục phạm tội. Có thể nói, dù đang hấp dẫn rất nhiều bạn trẻ muốn nổi tiếng, song các chuyên gia nhận định sau thời kỳ tăng trưởng bùng nổ, rất ít công ty cung cấp dịch vụ livestream có thể tồn tại. Như vậy, đối với hàng chục ngàn cô gái đang hy sinh thời gian, công sức và thậm chí cả sức khỏe, thì cơ hội trở thành ngôi sao trên mạng Internet dường như cũng nhanh chóng biến mất. Có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều có một vài những món đồ đã cũ và đã hỏng, gắn liền với những kỷ niệm khó quên. Mặc dù nhiều người rất muốn chúng được làm mới trở lại, thế nhưng việc tìm thợ sửa đôi khi không phải là câu chuyện dễ dàng. Và chính vì lẽ đó mà trong những năm gần đây, tại hàng loạt quốc gia trên thế giới, mô hình quán cà phê sửa đồ hư hỏng mang tên Repair Cafe đã ra đời, giúp khách hàng phục hồi những kỷ vật của ngày xưa. Đây là một quán cà phê sửa đồ hư hỏng ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan.
Repair Cafe là nơi tập trung nhiều chuyên gia sửa đồ với tay nghề cao. Mọi vật dụng hư hỏng đều được các tình nguyện viên này tận tình sửa chữa. Người ta cũng có thể đến Repair Cafe để thưởng thức trà hoặc cà phê và học cách sửa đồ từ các người thợ ở đây. Được biết, mô hình Repair Cafe bắt nguồn từ thành phố Amsterdam vào tháng 10 năm 2009. Mục đích là nhằm giúp người dân địa phương có nơi sửa đồ miễn phí, đồng thời khuyến khích những người trẻ tuổi sửa chữa các vật dụng hư hỏng thay vì vứt bỏ chúng một cách lãng phí. Mô hình này sau đó đã nhanh chóng lan rộng khắp Hà Lan rồi đến nhiều nước khác trên thế giới. Tính đến nay, Repair Cafe đã có mặt ở gần 30 quốc gia, từ châu Á, châu Âu cho đến Mỹ Latin. Tại thị trấn New Spawn, bang New York, Mỹ, mỗi tháng cứ vào ngày thứ Bảy của tuần lễ thứ Ba, đông đảo người dân lại tập trung về một nhà thờ địa phương để tham gia sự kiện Repair Cafe. Các tình nguyện viên sửa chữa ở đây đủ mọi lứa tuổi, từ học sinh cho tới người đã về hưu. Tôi rất thích đến đây để giúp đỡ mọi người và nhìn thấy họ cười hạnh phúc. Tôi đã sửa chiếc vòng đeo cổ cho một phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy đã khóc khi nhìn thấy chiếc vòng mà tôi vừa sửa xong cho bà. Tôi cũng không kìm được nước mắt. Trong những năm qua, các tình nguyện viên của Repair Cafe đã giúp hồi sinh cho biết bao vật dụng hư hỏng, từ đó giảm thiểu lượng rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Với những lợi ích mang đến, mô hình Repair Cafe được dự báo sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Thưa quý vị, kem là một trong những món ăn giải khát ngọt ngào nhất trong mùa hè và chắc hẳn đây cũng là món ăn khoái khẩu của nhiều người trong số chúng ta. Tuy nhiên, việc xây dựng hẳn một bảo tàng kem để đáp ứng được sở thích của những người ưa chuộng món ăn mát lạnh này lại là một ý tưởng độc đáo mới chỉ xuất hiện tại Mỹ. Vâng, thưa quý vị, khi mà du khách đến đây không chỉ được mãn nhãn với các loại kem đủ màu sắc mà còn được trải nghiệm nhiều hương vị kem khác nhau. Điểm đến tiếp theo trong cuộc sống bốn phương ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm bảo tàng kem ở thành phố Los Angeles của Mỹ. Bảo tàng kem độc nhất vô nhị này được đặt tại thành phố Los Angeles, bang California, với những hình ảnh trang trí bắt mắt và đầy màu sắc về các loại kem khác nhau. Các du khách tới tham quan bảo tàng không chỉ được dạo quanh một khu vườn đầy chuối hay các loại bánh kem khổng lồ mà còn được thưởng thức nhiều vị kem truyền thống khác nhau của địa phương. Đây không phải là một bảo tàng truyền thống thông thường. Đến với bảo tàng của chúng tôi, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng bằng thị giác mà còn được nếm thử bằng vị giác. Tôi chắc chắn bảo tàng này sẽ đem đến cho khách tham quan những trải nghiệm vô cùng thú vị. Để có thể tham quan và thưởng thức kem tại bảo tàng Los Angeles, mỗi du khách sẽ phải trả 29 đô la Mỹ một lượt. Thật sự rất thú vị, tôi có thể dạo quanh bảo tàng và ăn kem ở đây cả ngày, có rất nhiều hương vị khác nhau để thưởng thức. Người sáng lập bảo tàng hy vọng có thể triển khai mô hình này tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ và hướng đến mô hình quốc tế vào năm 2018. Album mới của Kendrick Lamar được đánh giá là xứng danh trên hai bảng xếp hạng Billboard tháng này. Bởi toàn bộ 14 ca khúc trong album đều xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đồng thời mang về cho anh kỷ lục lớn nhất trong tuần kể từ đầu năm 2013. Khi mới ra đời, âm nhạc dân gian Thái Lan chỉ được biết đến như là một loại hình âm nhạc đơn giản và không được nhiều người yêu thích. Bởi với những người giàu có ở Thái Lan thì những loại hình âm nhạc này dường như chỉ dành cho những người nghèo. Thế nhưng với những người nước ngoài, những giai điệu dân gian nhẹ nhàng này lại vô cùng cuốn hút và dễ dàng đi sâu vào lòng người. Cho đến nhiều năm gần đây, nhạc dân gian Molam của Thái Lan vẫn bị nhạo báng vì cho rằng chỉ để dành cho tầng lớp bần nông nghèo khổ. Nhưng liên hoan âm nhạc đồng quê được tổ chức gần Bangkok lại như một minh chứng rõ ràng cho thấy sự thay đổi nhanh chóng. Loại hình âm nhạc này giờ không chỉ thu hút với riêng người dân Thái Lan mà còn trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Khi tôi thấy người nước ngoài khiêu vũ ở phía trước sân khấu, tôi tự hào rằng mình có thể giúp mang nét đẹp âm nhạc dân gian của người Isan ra với thế giới và khiến họ yêu thích nó. Loại hình Molam truyền thống là những bài hát nhẹ nhàng về cuộc sống của người dân nông thôn Thái Lan. Được biết, thể loại này ra đời từ những năm 1960. Và nhiều người dân Thái Lan yêu thích dòng nhạc này tin rằng Molam sẽ còn tiếp tục được gìn giữ và phát triển trong thời gian tới. Thậm chí, nó cũng sẽ trở thành loại hình âm nhạc nổi tiếng khắp Nam Châu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.